Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Hé lộ những cánh tay đắc lực giúp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diệt tham nhũng. Thưa quý vị, quyền lực là quyền hành và thế lực đủ để quyết định các công việc. Nắm quyền lực trong tay, dùng quyền lực ép người ta phải nghe theo, làm theo, còn kiểm soát quyền lực là kiểm tra, xem xét nhằm ngăn ngừa những sai phạm các quy định và đặt quyền lực trong phạm vi quyền hành và trách nhiệm của những người đã được giao, phân công, ủy nhiệm thực thi quyền lực. Với một chính đảng đã cầm quyền, đảng lãnh đạo, nhà nước và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú được giao, phân công, ủy nhiệm các chức vụ trong đảng, các cơ quan nhà nước, hệ thống chính trị. Vì thế, để ngăn ngừa, phòng chống sự lạm dụng, tha hóa, trục lợi vì quyền lực dẫn đến là mất đi tính tiên phong của đội ngũ cán bộ đảng viên, của đảng, cách mạng, rất cần phải kiểm soát quyền lực trong đảng. Việc kiểm soát quyền lực của các tổ chức, các cán bộ, đảng viên có chức vụ trong các tổ chức đảng, bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị không chỉ nhằm ngăn chặn, phòng và chống sự tha hóa quyền lực, mà còn để thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ, làm cho nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng được thực thi nghiêm túc. Để kiểm soát quyền lực trong đảng, cả Lenin và Hồ Chí Minh cũng yêu cầu theo hai cách thức chủ yếu. 1. Thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình. 2. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra và giám sát. Theo Lenin, chỉ có kẻ nào không làm một công việc thực tiễn nào mới không bị sai lầm. Những sai lầm thường khi lại bổ ích. Nếu người ta học tập được về những sai lầm đó, nếu những sai lầm đó tôi luyện con người và sai lầm đó dạy chúng ta nhiều bài học, chúng ta sẽ học tập bằng tự phê bình. Nhấn mạnh nguyên tắc, tự phê bình là một việc tuyệt đối cần thiết cho hết thảy mọi chính đảng sống và đầy đủ sức sống. Không gì tầm thường bằng chủ nghĩa lạc quan và tự mãn. Lenin nêu rõ, tất cả những đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho đến nay đều bị tiêu vong vì tự cao tự đại, vì không biết nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của mình và vì sợ sệt không dám nói lên những nhược điểm của mình. Còn chúng ta sẽ không bị tiêu vong vì chúng ta không sợ nói lên những nhược điểm của chúng ta. Và những nhược điểm đó, chúng ta sẽ học được cách khắc phục. Vì thế, phải công khai thừa nhận sai lầm, tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh đã để ra sai lầm, để kịp thời sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò kiểm soát quyền lực nội bộ đảng, đặc biệt là kiểm soát quyền lực của các cơ quan ban chấp hành. Lenin đề xuất thành lập Ủy ban Kiểm tra của đảng và các cơ quan này phải có vị trí tương đương như các ban chấp hành để có thể kiểm soát được quyền lực tối cao của đảng, góp phần thực hiện việc chất vấn trong đảng, đảm bảo cho dân chủ trong đảng được thực thi và phát huy tác dụng thực chất. Để kiểm soát quyền lực, Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Ở đây, sự tự cao tự đại không dám nói lên những nhược điểm, giấu giếm khuyết điểm của mình, theo Lenin và Hồ Chí Minh, cũng chính là những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của tổ chức đảng và những người có chức quyền trong đảng. Vì vậy, để trong sạch, vững mạnh, đảng và mỗi cán bộ đảng viên cần phải tự giác thừa nhận sai lầm. Nghiên cứu cẩn thận những biện pháp để sửa chữa sai lầm ấy. Đó là dấu hiệu chứng tỏ một đảng viên nghiêm túc. Đó là đảng làm tròn những nghĩa vụ của mình. Tổ chức kiểm thảo phải khởi đầu từ cấp trên, dần dần đến cấp dưới. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu thật thà tự phê bình, phải hoan nghênh khuyến khích mọi người tự phê bình, tức là phải thực hiện dân chủ rộng rãi từ trên xuống, từ dưới lên. Cán bộ cấp trên phải trực tiếp lãnh đạo từ lúc chuẩn bị cho đến kết thúc cuộc kiểm thảo. Trong kiểm thảo phải nêu rõ ưu điểm và khuyết điểm, làm cho việc phải trái rõ ràng, làm cho mọi người hiểu rõ và vui vẻ thừa nhận. Trong thực thi quyền lực, cán bộ đảng viên nói chung, người lãnh đạo quản lý đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng phải công tâm, kỷ luật, tự giác, thẳng thắn, triệt để trong tự phê bình và phê bình theo đúng năng lực, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, phải hết sức chú trọng công tác kiểm tra giám sát, phải coi kiểm tra giám sát là điểm xuất phát, là khâu trung tâm trong phương thức lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và toàn xã hội. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong đảng, Lenin và Hồ Chí Minh cùng cho rằng, kiểm tra nhân viên công tác và kiểm tra việc chấp hành thực tế công tác, mấu chốt của toàn bộ công tác, của toàn bộ chính sách hiện nay là ở đấy.
vẫn ở đấy và chỉ có ở đấy. Cho nên, phải thường xuyên kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời. Thực tế cho thấy, kiểm tra không nên chỉ bằng cứ vào các tờ báo cáo mà phải đến tận nơi. Do đó, phải kiểm tra tại cơ sở thông qua các công tác kiểm tra để xem những nghị quyết đó đã được thực hành đến đâu, có những sự khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không, để vừa phát huy ưu điểm, phát hiện cái mới, cái tốt hơn nhằm điều chỉnh phương thức lãnh đạo sát hợp hơn, đồng thời ngăn ngừa khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân, không sâu sát thực tiễn trong phong cách công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên của người đứng đầu. Để công tác kiểm tra giám sát góp phần làm cho việc kiểm soát quyền lực được thực thi hiệu quả, Hồ Chí Minh yêu cầu các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu cho việc chấp hành kỷ luật. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế mới làm tốt được công tác kiểm tra. Trong khi đó, từ người lãnh đạo phải tiến hành việc kiểm tra, phải tổ chức một nhóm cán bộ nhiều kinh nghiệm, giàu năng lực để giúp người lãnh đạo đi kiểm tra. Đồng thời, người đi kiểm tra phải nâng cao trách nhiệm công tác. Ai đi kiểm tra việc gì, nơi nào, nếu có sơ suất thì người ấy phải chịu trách nhiệm. Thông qua công tác kiểm tra giám sát hiệu quả, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện hách dịch, cửa quyền, lạm quyền, lộng quyền, tham nhũng tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan công quyền. Cả Lenin và Hồ Chí Minh đều khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân đối với việc kiểm soát quyền lực trong Đảng. Cụ thể, Lenin yêu cầu cần phải không chỉ thường xuyên triệu tập các cuộc họp toàn thể cho quần chúng công nông, mà còn phải thường xuyên tổ chức những cuộc báo cáo công tác của tất cả các cán bộ đảm nhiệm mọi chức vụ trước quần chúng công nông. Những cuộc báo cáo này phải tiến hành ít nhất mỗi tháng một lần để quần chúng công nông và nông dân ngoài Đảng có điều kiện phê bình các cơ quan Xô Viết và công tác của các cơ quan đó. Không phải chỉ có các đảng viên cộng sản mà tất cả những người có chức trách ở mọi cương vị quan trọng đều phải tiến hành những báo cáo như vậy. Còn Hồ Chí Minh thì nhấn mạnh, các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cần phải phối hợp, kết hợp trong kiểm tra giám sát để thông qua quá trình phối hợp đó, ra sức làm cho mọi người tăng thêm lòng tự tin. Tin chắc rằng mình phát triển được ưu điểm, sửa đổi được khuyết điểm, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ, hăng hái để tiếp tục công tác và tiến bộ mãi. Kiểm soát quyền lực, đề phòng và chống sự suy thoái của đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, việc nhận diện đúng về quyền lực, tha hóa quyền lực, kiểm soát quyền lực để ngăn chặn, phòng và chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của đảng viên, không giữ được chức vụ lãnh đạo, quản lý đến giảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở. Có thể nói, cùng với việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương theo nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo ra soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc, và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đồng thời xây dựng hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo nguyên tắc. Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế. Quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 7, khóa 12 đã cho thấy vấn đề kiểm soát quyền lực đã được chú trọng thực hiện, từng bước đem lại hiệu quả rõ rệt.